nhiều người ví khoảng thời gian cấp 3 chính là thanh xuân rực rỡ nhất của mình. Kể cũng phải, không đâu chúng ta có được khoảng thời gian mà ở đó, dưới cùng một mái trường, chúng ta có những người bạn gặp nhau từ sáng đến chiều, tíu tít cả ngày, rồi chúng ta chơi cùng nhau, học cùng nhau, nghịch cũng cùng nhau. Thời điểm thanh xuân ai cũng từng đó, ai cũng có ba điểm quen thuộc, đến trường, về nhà, tới lớp học thêm. Còn nhớ lúc ấy chúng mình chỉ có ăn học rồi chơi, không ai mảy may suy nghĩ rằng cuộc sống có gì khó khăn, chỉ biết hàng ngày đến trường có những người bạn thân, có thầy cô yêu thương, che chở. Ngôi trường Nguyễn Khuyến vẫn mang trong mình chất đặc trưng vốn có, thách thức thời gian, hình hài về kiến trúc Gothic Pháp đã làm cho ngôi trường càng lâu năm càng trở nên giá trị, và ngôi trường đã là một điểm nhấn góp phần tô điểm thêm vẻ quyến rũ cho thành phố trăm tuổi. Biết bao thế hệ học sinh đã bước qua cánh cổng trường này mang theo mình hành trang kiến thức đủ tự tin để hội nhập với bất kỳ những chân trời mới nào. Thành quả ấy là truyền thống, là công sức của biết bao thế hệ thầy cô giáo đã dày công vun đắp. Chúng ta ở đây đã quá quen thuộc với những từ như họp lớp, họp khóa hay hội khóa. Những từ này đều nói lên những cuộc hẹn gặp mặt và trở thành ngày hội, để rồi ai cũng có đầy đủ các cung bậc cảm xúc, hồi hộp, chờ mong, vỡ òa rồi lại tiếc nuối. Những tiếc nuối của ngày hôm nay sẽ khác với tiếc nuối của ngày chia xa 20 năm về trước. Sự tiếc nuối thời gian của những người đã trưởng thành, từng trải, và nhiều người chúng ta lại tự hỏi, tại sao chúng ta lại muốn gặp bạn cũ? Vì đơn giản thôi, gặp bạn cũ là gặp lại chính mình trong mắt, trong trí nhớ của các bạn. Bởi vì điều này ta quên thì đã có bạn nhớ, điều này ta nhớ về bạn thì có khi bạn lại quên. Được gọi là những người của kết nối, không quản ngại công sức, thời gian, thậm chí dám mạnh mẽ vươn mình hứng chịu những thị phi, để ai cũng có một ngày đáng nhớ, để nhớ và chờ mong vào hôm nay. Nhiều ý tưởng, phương án đã được bàn bạc, tranh luận để chọn lấy phương án tối ưu nhất cho 20 năm hẹn ước ngày về. Sau 20 năm trở về, những bàn chân nhỏ lại đi trên sân trường quen thuộc. Cái cầu thang cũng quen thuộc, lớp cũ cũng quen thuộc. Cứ tưởng chừng, thanh xuân ơi, ta tóm được mi rồi. Đó là những hình ảnh rất trẻ, rất khát khao của 20 năm về trước. Trường lớp dù đổi thay, nhưng vẫn thế, vẫn bền bỉ cống hiến và chờ đợi những người đi qua trở về. Cũng vẫn chỉ những con người ấy mà bây giờ sao xúc động bồi hồi, xa vắng đến mong manh. Các bạn thấy không, dù ngôi trường này có khoác lên mình màu sắc nào đi chăng nữa, nhưng cái hồn cốt ấm áp của một ngôi trường vẫn chẳng mờ theo năm tháng của hành trình ký ức, luôn âm thầm cống hiến và mong cho những ai đã từng học ở đây cũng sẽ đạt được những ước mơ của mình. Và với chúng ta, trường Nguyễn Khuyến đã thực sự trở thành kho lưu trữ thanh xuân và tình cảm của mình rồi. Hơn 500 học sinh của khóa chúng mình là hơn 500 mơ ước được xây dựng từ mái trường này của trước. Hành trình ấy thật dài nhưng cũng đầy đam mê và thú vị, vì đằng sau mỗi ước mơ ấy là các thầy cô luôn tận tụy trao truyền kiến thức và nắn hướng cho chúng ta đi về phía thành công. Học ở ngôi trường mang tên danh nho Nguyễn Khuyến, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đã đến nơi này. Tấm lòng của cụ Tam Nguyên làng Yên Đổ luôn rộng mở với thiên nhiên bình dị mà nên thơ, lãng mạn. Với những người dân quê quanh năm chân lấm tay bùn, tất bật công việc đồng áng, nhưng vẫn đằm nặng ân tình thuở trước là sợi chỉ thắm dẫn lối chúng tớ về. Không mong thấm nhuần tất cả những di sản từ cụ Nguyễn Khuyến đã tạo dựng thuở trước, nhưng dù chỉ là ít thôi, cũng mong tiền nhân thấu hiểu, chúng em hôm nay cũng biết nghĩa tình, trân trọng bản sắc và nguyện giữ gìn đúng đạo trò trong sự học. Cảm xúc của mình khi đến đền thờ Nguyễn Khuyến thì sau 3 năm ngồi trên ghế nhà trường và 20 năm khi ra trường, ai thành đạt thành công thì trước tiên là mình ăn quả như kẻ trồng cây, hay uống nước thì nhớ nguồn, hay mà mình được đi về đây để thắp hương tưởng niệm với cụ. Và hai là cảm xúc của mình thì trong thâm tâm mình cũng như bao các bạn ở đây thì đều là cảm xúc là biết ơn và dâng trào khi đến thắp hương mộ cụ.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng tôi đã cảm thấy là rất tự hào khi ngôi trường mang tên là một thi hào nổi tiếng. Ngày hôm nay, sau 20 năm ra trường thì ban tổ chức của hội khóa đã tổ chức một chuyến đi để về quê hương Bình Lục, Hà Nam để thăm đền thờ của cụ Nguyễn Khuyến. Bản thân tôi cảm thấy rất là xúc động và tỏ niềm kính trọng, biết được lịch sử nguồn gốc của ngôi trường mà mình đã theo học. Hôm nay ta về, các thầy cô già hơn nhiều. Có bạn thì thầy cô nhớ, có bạn thầy cô phải lục tìm một kỷ niệm nào đó mới nhớ. Thậm chí có bạn thầy cô không thể nhớ. Đừng vội trách các thầy cô, bởi khi sang đò ta phải nhớ người lái, đó mới là đạo lý vững bền chứ các bạn. Ta về đây hôm nay là tìm lại thanh xuân, không phải chỉ thanh xuân của chúng ta, mà chúng ta phải đi tìm cả thanh xuân, cả tuổi trẻ mà các thầy cô đã dành tặng cho ngôi trường này, trong đó có chúng ta. Tôi rất phấn khởi khi học trò khôn lớn mà đã trở thành cán bộ nhà nước đến thăm chúng tôi. Là giáo viên của những năm trước, sau 20 năm các em đều trưởng thành, các em đều là những cán bộ và rất tốt, nhớ đến thầy cô. Như vậy là trong thầy cô chúng tôi một số thì cũng đã mất rồi, còn lại chúng tôi thấy là đại diện cho nhà trường, chúng tôi rất phấn khởi vì cái quan hệ đó. Là những thầy giáo cũ chúng tôi được học sinh đến thăm thì rất vui mừng, phấn khởi vì các em đã trưởng thành khôn lớn và nhiều em đã có những tiến bộ nhất định. Nên về phía nhà trường, tôi thay mặt cho nhà trường, cho các thầy cô đã đi xa, rất phấn khởi vì thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ. Các bạn ạ, thanh xuân vốn dĩ giống như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh, nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Trong ký ức của chúng ta thì tất cả các bạn niên khóa 1999-2002 của trường Nguyễn Khuyến năm đó mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời. Giờ đây những người trẻ năm xưa đều đã trở thành những ông bố, bà mẹ, đều đã được công nhận với danh xưng người lớn. 20 năm hẹn ước ngày về, bất chợt dòng kỷ niệm sống lại, vẹn nguyên như chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí chúng ta. Mỗi người hôm nay đều mải miết check-in, gặp gỡ thầy cô và bạn bè để những mong ôm giữ được những kỷ niệm đẹp như sương mai, và sợ chỉ cần buông một chút thôi, dòng thời gian sẽ vụt tắt. Vì vậy, dù là tình thầy trò hay tình bạn cũng luôn cần có sự nhắc nhớ và bồi đắp, có như vậy mới có được sự viên mãn. Các bạn ạ, chúng tớ muốn nhắn nhủ các bạn rằng trường Nguyễn Khuyến của chúng ta luôn nằm trong top 3 trường cấp 3 có chất lượng tốt nhất tỉnh. Đây là truyền thống đáng tự hào và chúng ta cũng có một phần trong đó. Nhưng không phải học ở đây ai cũng đi năm châu bốn biển thành danh thành tài. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng ta, những người đã được rèn giũa ở trường Nguyễn Khuyến này, sẽ trở thành và đã trở thành những công dân tốt, thực sự đóng góp một phần lao động nhỏ cho xã hội phát triển. Các bạn ạ, để trên trời có một vài ngôi sao sáng thì chúng ta sẵn sàng cùng dệt cả một màn đêm. Để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.